Trước phản ứng mạnh mẽ từ phía dư luận, bà Lý Phương Dung, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vào ngày 26 tháng 3 nói với truyền thông trong nước rằng bộ phim được kiểm duyệt đúng quy trình, đồng thời cũng phản bác những ý kiến cho rằng bộ phim nói Biển Đông của Trung Quốc, khẳng định đây là hoàn toàn suy diễn chứ không hề có trong phim. Tuy nhiên, cùng rạp CGV sau đó đã bỏ suất chiếu phim Điệp Vụ Biển Đỏ với lý do không bán được vé, chứ không phải do lệnh cấm chiếu. Nhận xét về hành động này, ông Đỗ Thái Bình, kỹ sư đóng tàu, thành viên Hội Khoa học Biển thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Theo tôi thì cấm chiếu là việc rút lại cái sai của người ta, là người ta đã cho nó chiếu thế thôi. Thì mọi người đã góp ý rồi là sai lầm rồi, thì đến giờ họ mới cấm, và nhưng mà nhất là họ vẫn chống chế, họ duyệt đúng quy trình nọ kia. Trước khi một bộ phim được công chiếu tại các rạp, đòi hỏi phải trải qua những quy trình kiểm duyệt gắt gao. Trong buổi duyệt phim Điệp Vụ Biển Đỏ có sự tham gia của 7 thành viên, trong đó có nhà thơ, nhà biên kịch, cục phó cục điện ảnh, giám đốc trung tâm chiếu phim quốc gia, vân vân. Theo nghệ sĩ ưu tú Vũ Huy, họa sĩ tham gia dựng bối cảnh Kong Skull Island, thì hội đồng kiểm duyệt bộ phim Điệp Vụ Biển Đỏ gồm những người có rất nhiều kinh nghiệm, vì nhiều người trong số họ là đồng nghiệp của ông, nên xảy ra sơ suất lần này cũng khiến ông bất ngờ. Về phía ông Đỗ Thái Bình lại cho rằng, xưa nay, cục kiểm duyệt vẫn khá thận trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Theo tôi, cái trình độ nhận thức, trình độ văn hóa của họ là hơi thấp, bởi vì trước đây nó đã có những cái mà để cho lọt lưới rất là vô ích, rất là không thể tưởng tượng được. Ví dụ như là họ cho phát hành cái bài là ca ngợi tướng Hứa Thế Hữu, đấy chính là một cái tướng mà chỉ huy cái trận Hoàng Sa. Như vậy chứng tỏ họ không có nhận thức, bản thân họ cũng không có trình độ để phân tích sự thật. Ông cũng cho rằng vai trò của cục kiểm duyệt rất quan trọng, vì với những thông tin không chính xác hoặc sai lệch, những người hiểu biết có thể phân tích được, còn đại đa số quần chúng có vẻ thiếu thông tin thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ quyền biển đảo Việt Nam, không chỉ hội đồng kiểm duyệt phải chịu trách nhiệm trong việc thông qua cho phim Điệp Vụ Biển Đỏ được ra rạp, mà cả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có phần liên quan. Hồi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn đương chức là ông đã bỏ ra từ ngân sách là 180 tỷ để cho tuyên truyền biển đảo. Mà hội đồng duyệt phim, rồi ngay cả thứ trưởng của Bộ Văn Thể Du cũng không hiểu thế nào là lãnh hải, nội dung của khái niệm lãnh hải và các vấn đề chung quanh với lãnh hải. Rồi bộ phim đã được cái trang mạng của cái tờ báo Hoàn Cầu, tức là một cái phụ bản của cái Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã quảng bá cho bộ phim này và chỉ rõ ra cái lãnh hải mà trong bộ phim đề cập đến và cái quyền chiếm đóng của Trung Quốc mà bộ phim đề cập ở cái gọi là quần đảo Nam Sa của Trung Quốc, tức là khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thì coi như là chúng tôi không thể chấp nhận những cách trả lời của các ông bà trong cái bộ phận duyệt phim cũng như ông Thứ trưởng Bộ Văn Thể Du. Hiện tại, dù bộ phim Điệp Vụ Biển Đỏ không còn được chiếu ở các rạp chiếu phim ở Việt Nam, nhưng cách trả lời truyền thông trong nước của những đại diện từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa khiến giới quan tâm chấp nhận, vì chưa đưa ra được cách giải quyết cụ thể và không bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho sai phạm này. Do đó, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc đề ra giải pháp. Sau cái vụ mà phổ biến cái phim Điệp Vụ Biển Đỏ này, quảng bá cho cái quyền bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có hình thức kiểm điểm cái hội đồng duyệt phim. Giới quan sát cho rằng, trong những năm gần đây, Bắc Kinh bỏ ra những khoản tiền lớn để đầu tư vào thị trường phim ảnh nhằm quảng bá sức mạnh của Hải quân Trung Quốc với những tàu chiến và vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, không phải bộ phim tuyên truyền nào cũng được đón nhận rộng rãi. Điển hình là hai bộ phim Kim Lăng Thập Tam Hoa và Vạn Lý Trường Thành của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Nhưng đến khi công chiếu phim Chiến Lan 2, Điệp Vụ Tam Giác Vàng hay còn gọi là Điệp Vụ Mê Công, Điệp Vụ Biển Đỏ với nhiều yếu tố giải trí, Trung Quốc dường như đạt được ý đồ tuyên truyền của họ.